Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom đã thông báo ngày 19 tháng 8 rằng việc vận chuyển khí tự nhiên tới EU thông qua đường ống dòng chảy phương Bắc 1 sẽ dừng lại trong 3 ngày để bảo trì. Gazprom cho biết, nguồn cung cấp khí đốt qua đường ống Nord Stream sẽ bị dừng hoàn toàn từ ngày 31 tháng 8 cho đến ngày 2 tháng 9 do việc sửa chữa tổ máy nén khí duy nhất còn hoạt động. Gazprom khẳng định, theo tài liệu của Siemens, các hệ thống máy nén khí phải tạm dừng hoạt động sau mỗi 1.000 giờ để kiểm tra tình trạng vỏ máy, hệ thống cung cấp dầu bôi trơn, kiểm tra và loại bỏ rò rỉ, kiểm tra van an toàn và điều chỉnh lưu lượng luồng khí. Theo Gazprom, sau quá trình sửa chữa, việc vận chuyển khí đốt của đường ống tới Đức có thể được nối lại với tốc độ 33 triệu mét khối một ngày, khoảng 20% công suất thực tế của đường ống. Wall Street Journal nhận định rằng động thái bất thường này có thể làm phức tạp thêm nỗ lực của Đức và phần lớn châu Âu nhằm lấp đầy dự trữ, đồng thời ngăn chặn việc chia khẩu phần khí đốt. Gazprom và chính phủ Đức đã đổ lỗi cho nhau về việc dòng khí đốt qua đường ống này chậm lại. Gazprom cho biết các lệnh trừng phạt của phương Tây đã làm chậm quá trình sửa chữa và giảm lượng khí đốt tới 60%. Sau thông báo của Gazprom, giá khí đốt tại châu Âu tăng lên mức kỷ lục vào cuối phiên giao dịch ngày 19 tháng 8. Hợp đồng khí đốt tương lai TTF của Hà Lan tăng lên mức đóng phiên cao nhất là 257,45 euro, tương đương với 258,3 đô la Mỹ, trong bối cảnh lo ngại thiếu hụt khí đốt vào mùa đông.